Hackers. Tổng thống Barack Obama đã từng nói, không phải hacker nào cũng là xấu, nhưng mà hacker đã xấu thì chắc chắn sẽ rất là hạn. Và trong vài ngày vừa rồi, có một vụ việc đã xảy ra mà tôi chắc hẳn là ai cũng đã biết đến rồi. Đấy là anh Độ Misi, anh ấy bị hack kênh YouTube cũng như là tài khoản Steam. Thì cái vụ việc này nó mới khiến tôi suy nghĩ, đấy là bảo mật trên mạng. Làm thế nào để mà chúng ta có thể quan tâm và coi trọng đến cái vấn đề bảo mật trên mạng, và làm thế nào để cái bảo mật mình khi mà mình xuất hiện online nó được chắc chắn và nó kỹ càng nhất có thể. Sự việc nó xảy ra như nào chắc là các bạn cũng biết rồi. Anh Độ Misi, anh ấy nhận được một cái email mời hợp tác và trải nghiệm trước cái game Black Myth Wukong. Trong quá trình mà hợp tác và làm việc, nhóm này sử dụng email a.game-science.online. Nhớ cái chấm online này nhá, tí nữa chúng ta sẽ nói về điều này. Sau một quá trình thảo luận rất là dài, bên hacker thì họ thảo luận về giá, rồi xin số liệu kênh của anh Độ, cũng như là làm những bước rất trông cũng rất là legit để mà khiến anh Độ, anh ấy có thể chủ quan hơn một chút và đỡ nghi ngờ rằng đây là một bọn scammer hơn. Và sau một cái quá trình thảo luận giá cũng như là trao đổi thông tin, bên hacker họ mới gửi cho anh Độ cái file tải game về máy. Và anh Độ tải về, anh ấy bảo là nó không hoạt động, nó không có gì xảy ra khi mà anh ấy bật file lên cả. Nhưng mà kết cục như thế nào thì chắc là các bạn cũng biết rồi. Mặc dù trông như là nó đang không hoạt động, nhưng mà trong nền nó đã bốc vác được cái tài khoản YouTube của anh Độ, bốc vác được cái tài khoản Steam của anh Độ. Một cái bad ending, một cái cục tệ, cũng như là một cái bài học đắt giá cho anh Độ. Kênh YouTube bây giờ là anh Độ đã lấy lại được rồi, để thì mới có những cái livestream này chứ. Cũng như là Steam thì nghe nói là bên Valve đang đặt cái tài khoản Steam của anh Độ vào cái chế độ đấy là đang tranh chấp. Và bên nào có nhiều bằng chứng hơn, bên hacker có bằng chứng là đây là tài khoản của bọn tao, hay là bên anh Độ Misi có nhiều bằng chứng hơn là đây mới là tài khoản của tao. Thì mong là mọi thứ nó cũng xảy ra êm đềm và tốt đẹp thôi. Hôm nay nó mới khiến tôi nghĩ ra về cái vấn đề an toàn ở trên mạng. Những cái trường hợp như thế này, làm sao để chúng ta có thể phòng tránh một cách tốt nhất? Sau đây là những cái app, những cái phần mềm mà tôi sử dụng, cũng như là những cái thủ thuật và những cái kỹ năng mà tôi nghĩ là tôi có thể giúp ích cho mọi người hơn trong việc là giữ an toàn cho bản thân khi mà ở trên mạng. Chứ cái ứng dụng này 100% là chả có ứng dụng nào tài trợ cho tôi, và ước gì là có đấy. Nhưng mà tôi khuyến khích sử dụng những cái phần mềm và những cái ứng dụng này tại vì là cá nhân tôi sử dụng nó vì tôi thấy nó tốt thôi. Đầu tiên là trình duyệt. Trình duyệt thì một cái trình duyệt mà nó an toàn, tôi nghĩ là có hai lựa chọn. Tôi thấy nhiều người sử dụng Firefox tại vì nó đem tới nhiều tính năng bảo mật hơn. Thậm chí là còn có một cái trang gọi là Firefox Profile Builder thì phải. Thì cái trang này nó sẽ tạo ra một cái cài đặt cho Firefox mà nó thiên về sự riêng tư và nó giữ an toàn cho người dùng Internet nhất có thể. Nhưng mà trong cái trải nghiệm của tôi thì tôi lại thấy là Firefox nó không được mượt mà, cũng như là nó hơi thiếu một số tính năng với ở Google Chrome. Google Chrome á, các bạn cứ tưởng tượng Google Chrome nó là cả cái bài văn, thì cái dàn ý của cái bài văn đấy nó gọi là Chromium. Tôi cũng không biết phải giải thích như nào nữa. Chromium thì nó lại là một cái phần mềm mà nó mã nguồn mở, tức là ai cũng có thể dùng Chromium để mà tạo ra một cái trình duyệt cho riêng mình. Thì Google Chrome tôi thấy nó là một trình duyệt tốt, nhưng mà ai cũng biết là nó ngốn RAM, với cả là cái trình duyệt của Google chắc chắn là nó sẽ gửi thông tin về cho Google rồi. Hiện tại là tôi đang sử dụng một trình duyệt tên là Brave. Nó được tạo ra từ Chromium, tức là tính năng và extension các thứ của nó như thế này, nó cũng chả khác gì là Google Chrome cả. Nếu mà tôi thử What browser am I using? Nó cũng sẽ hiện ra đấy là tôi đang sử dụng bản Chrome 123. Trình duyệt này thì nó có một số thứ như kiểu là chặn quảng cáo và tracker, nâng cấp kết nối lên HTTPS, nói chung là những cái thứ mà nó sẽ liên quan đến sự bảo mật và sự riêng tư của người dùng hơn. Nhưng mà đối với trường hợp của anh Độ nhá, con virus đấy nó lấy thông tin của anh Độ từ một cái thứ nó gọi là cookies.
trên trình duyệt thì thỉnh thoảng các bạn sẽ thấy là có những cái trang web mà nó sẽ bảo các bạn là mày có accept all cookies, cho phép tất cả những cái cookies nó chạy không, để mà cái trang web nó có một cái trải nghiệm tốt nhất. Trong cái cookies đấy tôi cũng không hiểu rõ về công nghệ lắm, nếu mà ai hiểu rõ hơn có thể trả lời xuống dưới phần comment. Thì trong cái cookies đấy nó lại chứa được cái password của anh Độ, thế nên là hacker nó mới có thể lấy được tài khoản. Cái trình duyệt này mặc dù nó có thiên về riêng tư và bảo mật hơn, nhưng mà đến cái đoạn bị lấy mất cookies như thế thì cái trình duyệt này nó cũng khó mà đỡ lại được. Thì tôi lại có một cái thủ thuật thứ hai này, nó sẽ giúp đỡ hơn được phần nào đấy. Đấy là quản lý mật khẩu của bản thân. Có cách truyền thống, đấy là các bạn có thể có một quyển sổ, rồi sau đó các bạn ghi chép lại từng cái tài khoản và từng cái mật khẩu. Và ở bên trong mật khẩu thì nó dài, nó có số, nó có chữ hoa, nó có chữ thường, cũng như là nó có một cái ký tự gì đấy, thì nó sẽ khó bị hack hơn. Và sau đó các bạn cầm cái quyển sổ đấy, các bạn cho vào két sắt và các bạn đóng két sắt lại, và nhớ cái mật khẩu của két sắt không là các bạn sẽ mất hết sạch mật khẩu của bạn. Cái thứ hai là sử dụng phần mềm. Cá nhân tôi hiện tại đang sử dụng Bitwarden. Cái phần mềm quản lý mật khẩu này được tin dùng bởi triệu triệu người. Hồi xưa thì tôi sử dụng một cái nó tên là LastPass. Nhưng mà về sau thì cái LastPass này nó bị fault, nó bị hack vào, nên là tôi không tin dùng cái LastPass nữa. Cái Bitwarden này thì từ trước đến giờ chưa bao giờ là có cái vấn đề hack là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái này nó là một cái phần mềm mã nguồn mở, tức là các bạn có thể tự đem cái Bitwarden này về cái máy tính của các bạn, và cái mật khẩu nó sẽ lưu ở trong máy tính của các bạn thay vì là nó ở trên cái server của công ty Bitwarden. Ví dụ như là bây giờ tôi đang ở trên một trang web random, và nếu mà tôi muốn tạo mật khẩu tài khoản của tôi tên là Nguyễn Duy chẳng hạn, và mật khẩu của tôi thì khi mà bấm vào nút random này nó sẽ tạo ra một cái mật khẩu mà các bạn có thể khiến cho cái mật khẩu Steam của tôi, nếu mà tôi không nhầm thì nó cũng có khoảng 32 ký tự mà nó như thế này hay sao á, rất là rắc rối và random và ngẫu nhiên. Tất cả những gì các bạn cần nhớ là cái mật khẩu cho cái phần mềm quản lý mật khẩu này thôi. Chỉ cần nhớ một mật khẩu để được truy cập vào tất cả các cái mật khẩu khác. Tất cả các cái mật khẩu khác của mình thì nó cực kỳ khó để mà nhớ, đồng thời cũng cực kỳ khó để mà hack hơn. Cái lời khuyên thứ ba của tôi có, đấy là hãy sử dụng hai lớp bảo mật, two factor authentication. Tôi thì cá nhân tôi đang sử dụng cái Authy này. Sau khi nhập mật khẩu xong vẫn phải có cái 2FA này thì nó mới đăng nhập được. Nó là thêm một cái lớp bảo mật nữa để mà khó bị tấn công hơn. Cuối cùng về đó, hãy sử dụng một cái VPN các bạn ạ. Tìm những cái hãng VPN nào mà nó thật sự là nó không giữ lại bất kỳ một dữ liệu gì về người dùng á. Nó gọi là no log, the best no log VPN, Proton VPN. Tôi nói như kiểu tôi đang được hãng này quảng cáo, nhưng mà tôi có được quảng cáo đếch đâu nhở. Đây là cái tôi đang sử dụng, mọi người, Proton VPN. Nếu như là họ thật sự uy tín thì khi mà tôi sử dụng VPN này, thông tin của tôi không bị lộ ra. Nó cũng là thêm một thứ để càng khó bị lộ ra hơn ở trên Internet. Về vấn đề diệt virus, cá nhân tôi thấy là Windows Defender này là đủ. Cái này nó đi kèm với cả Windows. Tôi không cài một cái phần mềm diệt virus nào khác cả. Và tôi cảm giác như là Windows Defender này nó cũng đủ tốt rồi á. Nếu mà có chơi game thuốc là nó cũng xóa sừ thuốc luôn. Adobe mà lậu lậu chút là nó cũng đi luôn cái file thuốc. Nói chung là cái này nó làm khá tốt nhiệm vụ của nó. Đôi khi là hơi tốt quá, nên là tôi cũng không cảm thấy một cái mong muốn là phải chuyển qua một cái phần mềm diệt virus khác. Nhưng mà ở trong trường hợp của anh Độ đã lỡ tải cái file đấy về máy rồi, nó vẫn chưa phải là hết hy vọng. Khi mà mở cái file đấy ra và những cái dòng code ở bên trong cái file đấy nó bắt đầu hoạt động thì đấy mới là cái nó nguy hiểm. Chúng ta có thể làm gì? Sử dụng một cái máy ảo các bạn ạ. Nếu mà các bạn lên YouTube search Windows VM sẽ có hàng tá những cái hướng dẫn làm sao để tạo một cái máy ảo Windows ở bên trong cái Windows của mình. Cái con virus nó được mở trong máy ảo, trừ khi là những cái con virus siêu khỏe nhá, nếu mà khỏe quá thì tôi cũng chịu rồi. Đa số trường hợp là nó sẽ tấn công cái máy ảo và nó không thể thoát ra để mà nó tấn công cái máy chính của mình được. Ví dụ như đây, một cái Windows ảo nó đang chạy ở bên trong một cái Windows thật. Cá nhân tôi thấy thì những cái cách vừa trên chỉ là che giấu mình tốt hơn một tí và nó cải thiện một tí thôi.
nhưng mà muốn chắc cốp nhất có thể. Những cái email nào mà trông nó đáng nghi hay là những cái file nào mà trông nó đáng nghi tốt nhất nên được mở ra ở trong máy ảo. Để mà tạo một cái máy ảo thì cái hướng dẫn này nó chỉ có 6 phút thôi, không rắc rối đến thế đâu. Những lần mà cảm thấy là mình cần mở file này trong máy ảo thì mở cái máy ảo ra thôi. Còn lại thì vẫn sử dụng Windows, vẫn sử dụng cái máy tính của mình như bình thường. Đa số trường hợp là sẽ an toàn khi mà làm nó ở trong máy ảo. Tôi thấy nhiều YouTuber họ tạo máy ảo rồi sau đó họ mở những con virus như kiểu là WannaCry hồi 2017, và nó cũng chỉ tấn công được cái môi trường máy ảo đấy thôi, nó không thể thoát ra khỏi cái máy ảo đấy để mà nó tấn công cái máy chính của mình được. Mặc dù cái cách máy ảo đấy là chắc cốp nhất, gần như là 99% là mở file ở trong này không có vấn đề. Xét cho cùng thì nó vẫn là về sự cảnh giác của bản thân mình khi mà mình ở trên internet. Ví dụ như là email từ cái hãng game này nó có một cái đuôi .online thay vì là .com hay là một cái đuôi gì đấy trông nó tín tín hơn .org, .com gì đấy chẳng hạn. Đấy là một cái mà nó đã phải tinh tinh, nó đã phải nhảy lên một cái bóng đèn và nó đã phải kích hoạt một cái rào cản an ninh ở trong đầu mình rồi. Thứ hai, phải công nhận là bọn này ra giá cũng như là lên kế hoạch các thứ như thế nó rất là công phu đấy. Hầu hết bây giờ hacker không hack bằng cái đường đấy là tìm lỗ hổng bảo mật ở trong công nghệ rồi sau đấy truy cập vào cái lỗ hổng bảo mật đấy để mà lấy thông tin nữa. Hầu hết hacker thời nay họ làm cái thứ đấy là xây dựng mối quan hệ. Họ sẽ khiến mình tin tưởng họ, rồi sau đó là dần dần mình bắt đầu chủ quan hơn và mở file lên, và đến khi mà mất thông tin thì đã quá muộn rồi. Một cái mà nó nên khiến mình bắt đầu nghi ngờ hơn là một cái email nhá, nó chỉ được đính kèm trong cái giới hạn đấy là 25 MB. Nếu mà đây là một cái demo của game á, không phải là nó sẽ là 10GB, 20GB hay là cái gì đấy. Nhưng mà cũng có thể nghĩ đấy là đây chỉ là một cái file để mà mở ra thôi. Mở ra, sau đó là nó sẽ tải thêm các cái file khác từ cái server của hãng game Black Myth Wukong này về. Cũng khó để mà phân biệt thật. Cho nên vẫn phải rất là cảnh giác, cực kỳ cảnh giác. Sử dụng tất cả những cái phần mềm để mà cho bản thân mình được che giấu hơn, được anonymous, vô danh hơn ở trên mạng một tí. Cũng như là thấy cái file nào mà nó sus quá, mở nó ở bên trong một cái máy ảo để nó tấn công cái máy ảo rồi sau đó không tìm thấy thông tin gì thì hơn. Sau cái vụ việc này thì đúng là đây là một cái bài học đắt giá cho anh Độ. Nhớ đời luôn đấy, thật sự là nhớ mãi luôn đấy, rút kinh nghiệm luôn đấy. Và nó cũng là một cái lời nhắc cho mọi người, đấy là an ninh ở trên internet, an ninh ở trên mạng không nên coi thường một tí nào cả. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình. Hãy nhớ để lại một like, một subscribe, một comment về những cái thủ thuật hoặc là những cái phần mềm nào mà nó hay ho để mà giúp cho sự an toàn của mình khi mà ở trên internet nó được tốt hơn. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi video. Bye.